Bí mật Zalo không phải ai cũng biết. Hôm nay tôi sẽ bật mí cho các bạn một tính năng vô cùng đặc biệt trong Zalo mà không phải ai cũng biết. Hãy kích vào dấu 4 ô vuông nhỏ trên bàn phím sẽ hiển thị ra các tính năng. Ở đây có cài đặt này. Đặc biệt có tích hợp Google Dịch ở trong này. Và trong mục khi chúng ta muốn chuyển đổi tiếng ngôn ngữ dịch từ, ví dụ tôi chọn tiếng Việt ở đây và tôi muốn dịch sang tiếng Anh, tôi chọn ở đây. Ở đây rất là đặc biệt, chúng ta đang là muốn đánh tiếng Việt thì nó sẽ tự động dịch sang tiếng Anh và chat với một cái đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng người nước ngoài chẳng hạn. Tôi có thể giúp được gì cho bạn? Tự động nó sẽ chuyển thành tiếng Anh và chúng ta chỉ việc gửi đi. Ngược lại, khi khách hàng của chúng ta là người nước ngoài, họ đánh tiếng Anh, chúng ta không hiểu họ nói gì, chúng ta copy vào đây, sao chép, chúng ta bấm vào đây, ấn vào dán dịch thì ngay lập tức chúng ta chuyển đổi cả ngôn ngữ ở đây nữa. Thì chuyển tiếng Anh thì ta sẽ hiểu được luôn là bạn ấy muốn nói gì, nó dịch ở đây, tôi có thể làm gì cho bạn. Ngược lại là như vậy. Tương tự, khi đó chúng ta sẽ lại chuyển đổi về tiếng Việt để chúng ta đánh và trả lời cho người nước ngoài và chúng ta chỉ việc gửi đi. Như vậy thì nó sẽ rất là tiện lợi khi mà chúng ta giao dịch hay là nói chuyện với một người nước ngoài mà chúng ta không hề biết tiếng Anh trên Zalo, mà có giúp các bạn rất là dễ dàng để trao đổi với họ. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy cho một like nha.